Bạn tiếp theo sẽ là một bạn rất là đặc biệt bởi vì bạn có tuổi rất là nhỏ. Bạn chỉ 3 tuổi thôi và bạn đã có thể đàn thành thạo 2 bản nhạc. Và bây giờ, hai nhạc phẩm mà bạn thể hiện chính là Mary Have a Little Lamb and Land of Right, được thể hiện bởi bé Phan Thế Minh. Xin anh chị, tất cả quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, rất dễ thương phải không ạ?